Chào tất cả anh em, mình là Tà Bộ Độ. Đây là clip cuối cùng của năm 2024 âm lịch anh em nhé. Mình sẽ xả toàn bộ xe tại shop mình luôn cho anh em chơi. Và giá rất là tốt trong ngày hôm nay em nhé. Anh nào chốt thì inbox mình luôn nhé. Tại vì giá như này khả năng anh em chốt rất là nhanh thôi. Mình sẽ đi lần lượt từng con một nhé. MT15 trước mình bán là 53.500.000. Bản này là bản 2021 em nhé. Sale cho anh em là còn 49.500.000 em nhé. Chỉ ngang ngửa những cái con 2019, 2020 thôi. Đây là bản 2021, 49.500.000. Con này thì nhận cọc rồi này. JBL 300 đăng ký lần đầu năm 2021. Đồ chơi cơ bản như chấm đổ khung này. Gù lưng tay lái này. Yên mềm ấy nhá. Yên gọi là yên bánh mì. Đó, rất là êm luôn, mềm. Con này thì sau mình đang bán giá là 89.500.000. Sale cho anh em là còn 86.000.000 nhá. Anh em chốt ngay nhá. Lên cả bảo vệ ti phối trước này, Okasu. Bảo vệ két nước các thứ em nhé. Z12016 biển thủ đô, Lenbo SC này, kính gió này, cặp lốp Michelin này, bảo vệ két nước, nói chung là chống đổ các thứ đầy đủ hết luôn rồi. Trước là 226.000.000, sale cho anh em là còn 199.000.000 em nhé. Z800 2016, con này thì nhựa nó hơi xấu và sơn lại cả xe màu đen nhám, cặp lốp và mới thay loanh quanh khoảng 10 củ em nhé. Bô này, chống đổ này, kính gió này, con này thì là 116.000.000 em nhé. Con này vừa về hôm qua luôn, giá rất là tốt anh em ạ. Tiếp theo là CB650R đăng ký lần đầu năm 2021. Euro là hơn 10.000.000, biển VIP 00333. Con này thì là bản vẫn là bản 2020 em nhé. Đồ chơi cơ bản nó cũng đầy đủ luôn anh em ạ. Bảo vệ lốc máy, chống đổ, bảo vệ cái nước các thứ, bắt biển số, bô móc. Con này thì trước thì mình bán 195 cơ. Và bây giờ sale cho em còn 166.000.000 em nhé. Nó giá nó tụt rất là nhanh. Trước mình bán là 195, cách đây tầm một độ lửa năm thôi. Đó. Giờ mà 53 2020 36.800.000. Z900 2019, rất nhiều đồ chơi này, hai quả bi cầu này, nó chống đổ khung, bô các thứ đầy đủ hết, kính gió các thứ, không thiếu cái gì cả. Con này thì hiện tại xong mình đang bán với cái giá là 168.000.000 em nhé. Sale cho anh em là còn 165. Cái con này thì không thể sale được hơn nữa rồi, bởi giá nó gần như là giá cuối rồi. Biển rất là đẹp em nhé. MT03 2017, 63.000.000, sale cho em còn 60.000.000 em nhá. Đồ chơi cơ bản có đầy đủ rồi, bô các thứ này, bắt biển, chống đổ khung các thứ nhá em nhá. 60.000.000. Giờ 3 nhận cọc rồi này. CB500X, con này mới về em nhá. Con này thì là 129.000.000. Xe quá rẻ luôn em ạ. 129.000.000 cho con CB500X. CB650R 2020. Con này thì lên chống đổ này, kính gió này, quick ship này. Đó. Bảo vệ két nước, gù men nâng các thứ, cặp lốp S22. Con này thì xong mình đang bán với cái giá là 100, trước mình bán là 163 em nhé. Bây giờ sale cho em là đâu, con này mình nhớ không nhầm là 170 mấy ấy. Và sale mấy lần rồi, và bây giờ để cho em cái giá là 159 em nhé. Đó, chốt lại cái giá bây giờ thôi. Còn giá trước thì sale quá nhiều lần rồi, không thể nhớ được. Giờ 153 2021, cái con này thì xong mình đang bán với cái giá là 42.000.000. Giờ 153 2020, lên đôi chợ sáng Militune ở bên trong này. Đó, đôi chợ sáng này cũng củ mấy, gần 2 củ. Kính gió, chống đổ, bát biển đầy đủ hết luôn em nhé. 37.500.000. Linza 300 2014. Cái con này giá rất là tốt rồi. 49.500.000 anh em ạ. 2014 nhưng mà máy móc nguyên zin, tất cả mọi thứ ok em nhé. Anh em về đi ngon lành luôn. GSX 28.000.000, sale cho em còn 26.000.000. Giờ 15M 69.500.000, sale cho anh em là còn 65.000.000 em nhé. 65.000.000. Tất cả xe đều sale rất là sâu anh em ạ. Z300 trước mình sale một lần rồi là 58.000.000, sale một phát nữa cho anh em là còn 56 nhé. Z400 2023 Euro 5.000 cây, đồ chơi cơ bản này. Con này thì để cho em cái giá cũng rất là tốt thôi. 91.000.000 anh em nhé. 91.000.000, đồ chơi cơ bản, chống đổ, có thứ đầy đủ hết luôn. MT15 2019 trước là bán 47.500.000, bây sale cho anh em là còn 45 nhá. Linza 300 2017, rất nhiều đồ chơi, biển thủ đô luôn, SC này. Đó, đèn hậu này. À đâu, đèn hậu đây là dán sau đây anh em. Trợ lực này, chống đổ này, kính gió này, tay côn, tay thắng, Racing Boy này, rất nhiều đồ chơi luôn. 66.800.000 sale cho anh em là còn 65 nhá. Exciter 150 2018 lên đầu 2019. Cái con này thì xong mình đang bán cho anh em cái giá là 21.000.000 đi. Exciter 150 2017
20 triệu em nhé, lên góc vành các thứ đây. Nhưng con này để quá lâu rồi, gần như là mình không đang bán bao giờ luôn. Con này lên cả bộ SC em nhé, đây đầu 2019 này. Đó. Winner X siêu lướt 2023 bản HRC, Euro 4.000 cây thôi. Một con xe siêu lướt, con này thì sau mình đang bán với cái giá là 31.800.000, siêu cho em một con 31 nhé. Tại vì những cái bọn này thì không thể giảm được sâu rồi, bọn này vào quá cao luôn, sát giá anh em sát ván luôn rồi. Con này mới cả ra biển nên con vẫn 41 42 triệu em nhé, rất là đắt luôn. V3 2023 em nhé. CB300R hay đăng ký lần đầu 2021, độ bi cầu này. Cặp lốp Michelin Rod 5 này, chống đổ khung này. Màu của CB1000 tay côn tay thắng này, Borossi này, ba ga sau này, rất nhiều đồ chơi luôn. Bảo vệ két nước. Con này thì trước mình bán 85, bây giờ siêu cho em còn 83 nhé. Z650. Con này trước là bán 130 mấy triệu cơ, con này động gần 15 rồi, quá rồi, để bụi mù luôn rồi anh em ạ. Con này thì vừa rồi sale là còn 106 triệu, bây giờ sale cho anh em luôn còn 102 nhé. 102 Z650 2019. Z400 biển VIP 4x1 2x5 này, 90A111 105. Con này thì là Euro có 2000 km chuẩn anh em nhé. Con này thì hiện tại xong mình đang bán với cái giá là 99 triệu và sale cho anh em luôn là còn 93 triệu nhé, 93 triệu. Đó. Những cái con này thì nhận cọc hết rồi, ZX này, CBR này, Z400 tiếp tục con Z400, cái con này 2022, Euro là 5000 cây. Đó. Con này thì hiện tại xong mình đang bán với cái giá là 89 triệu 800. Linza 650 2022 Euro hơn 1 vạn. Lốp cặp lốp Michelin Rod 4 em nhé, bắt biển số các thứ chống đổ đầy đủ luôn rồi. Con này thì xong mình đang bán giá là 129 triệu. Sale cho anh em luôn là còn 122 triệu nhé. 122 triệu cho con Linza 650, thật sự anh em quá rẻ luôn rồi. Con này mới cả ra biển nên quanh vẫn khoảng độ hơn 200 triệu một chút anh em nhé. Không hề rẻ một tí nào đâu. Hai đĩa trước này. Lốp to này. Đó. Đầy đủ hết luôn rồi, anh em về sẵn đi thôi. Ở bên trong thì còn một vài xe, nhưng mà những cái xe đấy thì cũng nhận cọc rồi anh em ạ. Cuối năm thì xả hết cho anh em luôn, dọn kho thôi. Anh em mà chốt thì móc mình nhá. Ok, cảm ơn tất cả anh em xem clip mình.